Vâng, số phụ kiện 390 xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến toàn thể anh em làm bên PCP trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay shop mới nhập khoảng 100 bộ quy kéo inox. Đấy, hàng này là hàng mới toanh anh em nhé, hàng mới về, hàng mới nhập xưởng của shop phụ kiện 390. Thì để được hài lòng tất cả các anh em, nhất là anh em chơi condo thì mình đặt riêng. Đấy, cái bộ quy kéo inox dành cho condo anh em nhé. Đấy, rất nhiều anh em có phản hồi với bên shop là có cái bộ quy kéo nào nó bền hơn quy kéo đồng và cái độ êm nó vẫn như thế không. Thì ngày trước thì shop cũng có bán. Đấy, ngày trước shop cũng có bán cái quy kéo inox. Đấy, nhưng nó là inox đặc. Thì cái inox đặc đấy nó có một cái gọi là cái độ bền, thì nói chung là bền vô đối rồi, không bao giờ hỏng được. Nhưng nó có cái nhược điểm là nó rất là lạnh. Đấy, cái độ lạnh của nó khi anh em bắn búa đập vào quy kéo inox và đặt 100% ấy, nó sẽ đẩy hơi rất nhiều, rất chi tốn hơi và không kiểm soát được lượng hơi bắn ra anh em nhé. Thì mình gọi là cũng gọi là đúc kết lại cái bộ quy kéo đồng. Đấy, bộ quy kéo đồng bọc nhựa thì nó nói chung là rất chi là ổn định và cũng khá bền. Thì mình gọi là nâng cấp hơn, mình có đặt bên xưởng. Đấy, chất liệu khác anh em nhé, chất liệu nó là inox. Inox thì nó nói chung là xét về inox với đồng ấy, thì nó inox ăn đứt đồng về độ bền anh em nhé. Đấy, về độ bền thì nó ăn đứt thằng đồng. Đấy, được cái đặc điểm là bộ khi kéo inox mới này ra, đấy, chạy được rất chi là bịn anh em nhé. Đấy, anh em có thể xem kỹ này, chạy rất chi là bịn so với quy kéo đồng, nó rất chi là bịn. Nói về độ êm thì mình khẳng định nó êm như nhau, còn nói về độ bền thì mình khẳng định con quy kéo inox này nó ăn đứt so với quy kéo đồng anh em nhé. Thì cái quy kéo inox này thì nói chung là hàng bên mình là hàng mới về. Đấy, giá cả thì nó sẽ đắt hơn quy kéo đồng. Đấy, giá cả mình nói công khai luôn. Đấy, giá cả là 200.000. Đấy, bao ship được kiểm tra, giá chỉ có 200.000 thôi. Quy kéo inox 200.000, còn quy kéo đồng, đấy, quy kéo đồng condo giá hiện tại vẫn là 160.000 rồi anh em nhé, 160.000 đồng. Còn quy kéo inox nó đắt hơn, 40.000, một cái là 200, một cái là 160 anh em nhé, hơn 40.000 thôi. Thì anh em có thể gọi là anh em có thể thử sử dụng cái quy kéo inox và cho cái trải nghiệm, anh em thử trải nghiệm quy kéo inox. Đấy, anh em có thể bỏ ra một ít tiền thôi nhỏ và là thêm một chút ít thử trải nghiệm với cái bộ quy kéo inox này. Mình khẳng định không làm anh em thất vọng luôn anh em nhé. Đấy, bên mình thì có cả đầy đủ tất cả các phụ kiện của bộ condo, van ruột, bình búa, lò xo, các thứ đầy đủ hết anh em nhé. Mua cái gì cứ hỏi shop, cái gì có cứ không phải ban một vài phụ kiện lẻ này. Đấy, gửi cho anh em là đầy đủ, có cả sim của quy anh em nhé. Đấy, đầy đủ sim quy anh em thì mua về là sử dụng thôi. Đấy, giá là 200.000, hàng miễn phí, ship được kiểm tra anh em nhé. Đấy, vâng, thì gọi là cái video giới thiệu cái sản phẩm mới của shop phụ kiện 390 cũng kết thúc tại đây. Shop cũng xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe toàn thể anh em đam mê PCP trên mọi miền Tổ quốc nhé.